Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 10 đồng token Forliter Boulder nhé. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 10 triệu, đã có 374 tài khoản holder, đã phát sinh 897 lần giao dịch. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.app cho nó. Link truy cập website được mình ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước một, các bạn sẽ xác chắc đây. Các bạn có thể sử dụng nút copy có chắc ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask và ứng chút đai lắp của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ token là vào ví giúp mình. Ký hiệu là for FORT. Đây là đồng token của game nhé. Số token 18. Các bạn nhấp add token và nhấp import token nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.app, tìm tới bước 2, nhấp vào link dưới bọn đây để nhận token nhé. Được, các bạn nhấp vào đây, claim.app thì nó sẽ dẫn cái phần bên dưới này. Chương trình Anabox sẽ có được 6 năm rồi nhé. Mà sau khi đến lít sàn Tokaswap là vào ngày 1/12 sẽ một giá 1 pho sẽ bằng 3 đô nhé. Rồi, mình sẽ ở đây các bạn có thể mua rất mức, có thể mua được 0.05 này để đi. Bạn sẽ nhìn tất nhất 0.5 và nếu các bạn mua hơn nhìn 0.01 bạn sẽ nhận được 250 đồng cái phần pho này nhé. Và các bạn nhấp vào phần này để claim 10 đồng thì mình có cái lối ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối nhé. Ví ra là 0.000492 đi là đi, nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.app.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền tảng Binance Smart Chain nhé. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch của Binance mà XCOCUTCOBI và nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 10 đồng token Core. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.